chưa làm xong clean fit nên bọn mình có thể cut thẳng trực tiếp qua kênh. Vẫn là khu nhà rất đẹp. Team của Shroud đã có cho mình hơn 10 kill rồi. Anthony công phạt, Shorty và King Lorick đang kiếm đường vào vòng đã bị phát hiện bởi Team Shroud. Rất khó đây. Chúng ta xem công phạt, công phạt ăn một viên rồi. Đang giang lạc đến vị trí công phạt. Vâng, công phạt đang giang lạc. Shroud đang bắn, Shroud đang bắn rồi. Và công phạt bị kéo máu. Bây giờ Shroud giang lạc. Vâng, vậy Shroud bắn rất tốt. Một người nằm xuống, Shroud tiếp tục kéo máu vị trí King Lorick. Hai người nằm xuống, không thể tin nổi đó là vị trí Shroud. Trong khi đó, Jot OG hạ gục cho mình được mạng, không chat hạ gục được mạng toàn bộ thành viên bên phía của team. Vâng, vậy là hai, một team của Shroud đã clear hai team đối phương ở gục rìa vòng. Đó là team của Grim Z Tung và đó là Kim Raptor.